Chị mic. Hello cả nhà. Stop xe đã. Ok. Chào chị. Ok, chào chị Yến. Chào chị Mai Liên. Trong lúc chào mọi người thì em vừa bật chút nhạc. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một tình yêu câu 47 và 48. Ok, hai. Nhanh nhỉ, còn một tuần Là hết năm. nữa. Kết thúc năm 2022. Và chúng ta đã đi hết một năm với cuốn sách này. Nhanh quá, nhanh quá. Mọi người sẽ cảm thấy nó không thoải mái với cái việc là một tuần đọc một buổi. Nhưng mà các bạn chưa biết được cái hiệu quả của việc một tuần đọc một buổi. Hiệu quả của nó, đầu tiên là chúng ta sẽ giảm ra những cái thử thách. Thực ra là nó cái quyển sách này mà các bạn đọc bình thường và không có vấn đề gì trong cuộc sống thì đó là điều không đúng. Khi mà các bạn đọc mà bắt đầu có vấn đề xảy ra thì nó mới đúng. Và nữa là bởi vì cái quyển sách này nó không mang là một cái quyển sách về về bề nổi ấy, thì nó sẽ trả lời cho cậu, nó sẽ là ngôn từ rất là bình thường, rất là đời, nhưng mà về sâu hơn thì nó đã mang sâu vào cái tính chất nguồn gốc bản chất sự thật, và nó có tính tâm linh ở đây nữa. Nếu như các bạn mà dõi theo và đọc đến những cái câu cuối cùng, thế nên là trong cái hành trình này ấy, thì mình cũng đã dõi theo một người, và người đó đã đọc liên tục 100 ngày các bạn, liên tục 100 ngày. Thì tất nhiên là khi mà liên tục 100 ngày như vậy, những người mà đọc dõi theo đó và tham gia đó, mà thật sự họ có cái quyết tâm với, tức là họ chỉ là quyết tâm với quyển sách thôi nha, là họ quyết tâm với quyển sách là họ đọc thì cái đó và tham gia hết 100 ngày. Nhưng mà rất rất nhiều thử thách đến với họ, rất rất nhiều thử thách đến với họ, mà nó như cái kiểu là bài tập vậy đó. Mà mình nghĩ là cái việc mà đọc một tuần ấy, nó sẽ giúp cho các bạn giãn ra, để các bạn, thay vì các bạn làm một cái bài tập rất là lớn và rất là khó, các bạn làm bài tập mỗi ngày giúp cho các bạn nó sẽ tốt hơn là làm một phát ăn, một phát liên tục luôn, và một phát liên tục luôn là kiểu như là chị Minh chẳng hạn này, em Hằng cũng đã từng trải qua này, vì cái việc mà làm một một bài tập lớn nhưng mà mình chưa được rèn luyện, mình chưa được kiểu luyện tập ấy, thì nó sẽ rất là đau, rất là đau các bạn. Ai mà từng tập yoga thì các bạn sẽ biết. Mình thì đang một tuần tập yoga một buổi đến hai buổi thôi, nó không liên tục. Đó. Thế nên là mình nhận ra được cái bài học mà hôm nay chia sẻ với các bạn, vì là nếu như là mùa hè thì nó không sao, nhưng mùa đông thì cái việc mà tập yoga một tuần mà chỉ một hai buổi thôi, là cái ví dụ như mình thường là cái ngày thứ ba là mình sẽ tập rất là sâu. Mình tập 45 phút hoặc một tiếng, và cái ảnh hưởng của ngày thứ tư là nó như thế này, đúng vào nó vẫn ế, dù tập hàng tuần đó các bạn, tập hàng tuần rồi đó, nhưng mà khi mà chúng ta tập hàng tuần mà tập vẫn là cứ buổi tập của chúng ta mà 45 hoặc một tiếng, thì mình cũng đã kéo dài cái việc tập hàng tuần mà 45 một tiếng này là trong vòng cũng 4 5 tháng thôi chứ gì đâu. Nhưng mà cứ sau cái ngày tập thì nó vẫn ê. Thế nên là đấy, cái việc mà chia sẻ cho các bạn, một là các bạn chọn tập liên tục mỗi ngày một ít, hoặc là các bạn sẽ tập một phát
là nhức mỏi ế ẩm kiểu thế. Đấy. Chia sẻ cho các bạn để các bạn chủ động trong việc học tập, bởi vì việc mà chúng ta ngồi đây đọc cùng nhau cái quyển sách này nó không chỉ dừng lại ở đọc đâu, học nữa, và chúng ta sẽ phải trải nghiệm nữa, bởi vì tiêu chí của môn tin trong việc đọc sách là đọc, học, trải nghiệm và chia sẻ. Mà các bạn chưa đến hai cái bước sáu ấy, thì chẳng qua là thời gian thôi. Những gì mà bạn đã đọc và học ở đây, một ngày nào đó rồi các bạn cũng sẽ làm bài tập với nó. Nếu các bạn mà làm thường xuyên thì nó sẽ đỡ hơn, cho đến một ngày thì các bạn sẽ quên mất thì các bạn sẽ phải học lại. Đó là trải nghiệm trên cái hành trình mà học tập của mình đấy. Rồi để bạn Hằng đi vào câu 57, chủ đề của vui vẻ. Ok, chào mừng mọi người đến với chương trình đọc sách Nhịp tình yêu của Monty. Chương trình được phát sóng định kỳ vào 5 giờ sáng thứ tư hàng tuần. Và chúng ta đã đọc được gần một năm. Và hôm nay chúng ta sẽ đọc đến câu 47 của cuốn sách Nhịp tình yêu. Cô có ai có thể đọc câu hỏi 47 của em được không? Sẽ xem ạ. Mình đọc rồi này. Rồi, ok. Câu hỏi 47. Chuyện tình cảm giữa tôi và người yêu từng rất thú vị, nhưng gần đây mọi thứ có vẻ như tẻ nhạt và lặp lại. Nghiệp có cách gì để lấy lại cảm giác phấn khích đó không? Ok. Ừ. Câu hỏi số 47. Câu hỏi rất thú vị. Mọi người gặp không chứ là em là có đấy. Ai đâu cũng có. Ok, thì chúng ta sẽ đi vào phần trả lời. Với câu hỏi này thì theo mọi người, câu trả lời là gì? Đúng không? Vì cô ấy hỏi hỏi câu hỏi là ask no question mà. À, để mình chia sẻ cho các bạn một cái để các bạn biết, bởi vì đây là cái phần mà thầy có tả. Tác giả Lisi Macaros cũng là một cái phải gọi là nhiều cái chức danh, các bạn gọi là diễn giả hay là người thầy, hay là nhà đào tạo đều được, bởi vì các bạn sẽ biết đến, các bạn sẽ search cái từ năng đoàn kim cương thì nó là một cái học viện, là một cái học viện. Học viện là nơi là các bạn có thể học tập, và học tập thì sẽ có miễn phí và trả phí. Thì có cái miễn phí là gọi là talk show, tức là nơi mà thầy sẽ nói, cái buổi nói chuyện và sẽ nói về cái chủ đề. Và học viện năng đoàn kim cương hiện tại là có 14 cái level. Thì mỗi cái talk show như vậy thì thầy sẽ nói về cái chủ đề, và nói về mỗi cái chủ đề như vậy, mỗi cái chủ đề như vậy thì là trong cái học viện ấy là một, mỗi chủ đề là một cấp độ, và trong mỗi cấp độ thì các bạn sẽ được học 12 công cụ sắc bén nhất, tập trung để giải quyết cái vấn đề đó. Và thực ra là nếu như bạn đọc hết 100 câu này thì các bạn đã được 1/3 của cái những cái công cụ để giải quyết mọi vấn đề rồi, nhưng mà nó không được sắp xếp, và nó cái kiểu là các bạn ở trên giá của các bạn ấy là các bạn có một cân dao, và các bạn cắt cái thứ gì cũng được, nhưng mà thực ra là khi người ta thiết kế cái dao đó, người ta có chủ đích với nó, với cái kích thước đó, với cái chất liệu đó. Thì họ biết là cái dao này là dao gọt hoa quả, dao này dao sắt thịt này, nhưng mà nếu như nhà bạn không có nhiều dao, nhà bạn có một con dao thôi, thì cái con dao đó làm mọi nhiệm vụ, đúng không? Thì cái này thì để chia sẻ cho các bạn, bởi vì mình đã từng học online trực tiếp, tham gia cái talk show, nên em ở đây là có cái đoạn này. Trong những chương trình chuyên sâu diễn ra vào những ngày cuối tuần do DCI của chúng tôi tổ chức, thì tôi dành nhiều thời gian để làm việc với từng nhóm nhỏ,
Thì ở đây sau khi mà các bạn xem cái buổi talk show đó và các bạn thấy có ấn tượng với cái chủ đề và bạn rất là mong muốn để sử dụng những cái kiến thức cổ xưa, kiến thức đã tồn tại hàng nghìn năm, lấy nguồn gốc từ Đức Phật và sau đó thì nó được truyền đời qua những người học nữa và nó truyền qua 10 10 đời. Thầy Michael thì là nó là một cái dòng truyền thừa và thầy thầy khám phá qua nhiều đời, cứ đời này tiếp nối đời này theo một cái dọc và nó là một cái dạng tài liệu cổ xưa chứ, và nó nhiều người để luận luận và giải ra một cái lời, một cái ý của Đức Phật thôi để ứng dụng vào cuộc sống hiện tại. Thế nên là những người mà muốn đi sâu hơn thì họ sẽ tham gia vào 2 ngày cuối tuần như ở đây có nói, 2 ngày cuối tuần do DCI tổ chức và dành nhiều thời gian làm việc với từng nhóm nhỏ. Trong cái buổi học đó thì các bạn sẽ được không phải làm việc riêng với thầy Macaro, thầy Macaro sẽ đứng đó chia sẻ cho các bạn một số công cụ và bên cạnh đó thì có ít nhất là 5 giảng viên nữa, họ sẽ hỗ trợ sau khi mà chia sẻ một cái công cụ và chúng ta sẽ chia thành cái nhóm nhỏ để thảo luận cùng nhau. Và mình đã từng học offline chuyên sâu rồi và mình biết, và một nhóm nhỏ như vậy thì tối đa là 10 người, 10 sorry tối thiểu là 10 người, không có, đúng rồi, tối thiểu là 10 người và tối đa là 15 người, để rồi một giảng viên sẽ ngồi cùng kết nối thành một cái vòng tròn với các học viên, và các học viên thì sau khi mà nghe được một cái công cụ, và chúng ta sẽ có những cái công cụ, những cái câu trả lời ở trong này đúng không, và chúng ta sẽ cùng thảo luận từ cái góc nhìn của bạn với cái công cụ đó, các bạn muốn giải quyết cái vấn đề gì trong cái cuộc sống của các bạn. Thế nên là vì ở đấy có cái phần này và mình đã từng trải qua cả học online, học offline, talk show, mình đều tham gia cả rồi. Thế mình có thể diễn tả cho các bạn được là cái khung cảnh mà thầy có nói là khoảng 10 đến 15 người chúng tôi sẽ bị nhồi nhét trong một căn phòng khách sạn bé tí để lên kế hoạch cho những nhóm nhỏ này. Thầy muốn trêu các bạn thôi, nhưng thực ra là khách sạn nói là bé là không có bé đâu. Khi mà diễn ra cái chương trình này hầu hết là khách sạn phải là khách sạn 5 sao. Và nó rất là đẹp, nó rất là thoải mái chứ nó không bé tí như thầy nói đâu. Các giảng viên có một cái quy tắc là nếu bạn không biết trả lời câu hỏi của người tham gia như thế nào thì bạn chỉ cần nói hạt giống, và đây là những cái gì mà mình đã trải nghiệm qua rồi, nên là hy vọng là các bạn có thể khai thác được từ cái câu 47 trở về sau này thì các bạn đã nghe quen, rất là quen rồi với cái từ hạt giống rồi đúng không, và thực ra là các bạn có thể đi tìm bất cứ ai trả lời cho bạn câu hỏi nào, bất cứ câu hỏi nào, và thầy Macaro cũng đã từng trả lời cho người thầy của thầy về một câu hỏi là thế cái vũ trụ này nó bắt đầu từ đâu. Thì thầy Macaro mới nói à các bạn cũng đã nghe cái câu này ở trước đây à, tôi thế thầy thầy đã tu tập rất là lâu năm, đã đọc rất là nhiều tài liệu cổ, đã được học bao nhiêu dòng truyền thừa, bây giờ thầy không 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 có biết cái vũ trụ này nó bắt đầu từ đâu, nhưng tôi biết là vũ trụ nó bắt đầu từ từ vụ nổ Big Bang. Nhưng mà được, vụ nổ Big Bang nó đã tạo ra cái vũ trụ này. Vậy thì cái gì tạo ra cái vụ nổ Big Bang? Và chúng ta chưa có câu trả lời các bạn. Hiện tại khoa học chưa có câu trả lời. Làm như thế nào ra vụ nổ Big Bang? Và hiện tại chỉ có một câu trả lời cho điều đó, chính là hạt giống. Và cái hạt giống này nó không phải là thêm cái câu trả lời, không phải là tài liệu cổ xưa trả lời, nhưng có một người trả lời, đó chính là Đức Phật. Sau khi mà người ngồi ở dưới cây Bồ đề và luận ra được 12 nhân duyên, có nhân, nhân thì đã có sẵn rồi, nhân đã có sẵn trong cái vũ trụ này, có duyên thì quả nó trổ. Duyên là cái từ duyên đó nó không thể diễn đạt được bằng lời, nhưng mà bạn nào đã từng trải nghiệm qua được là cái nhân mà bạn đã tin, nhân đó chính là hạt giống, thì duyên nó sẽ trổ.
Đấy, cái từ hạt giống này mình cần phải chia sẻ cho các bạn. Và cái phần mà phần đầu này nó là cả một cái hành trình, và bạn nào đã từng trải qua cả ba cái, vừa học thật sâu, vừa học chuyên sâu trực tiếp và vừa học online, thì các bạn sẽ biết được cái khung cảnh mà 10 đến 15 người chúng tôi bị nhồi nhét vào một căn phòng khách sạn bé tí. Nó không như thầy tả, nhưng mà mình đọc lại cái phần này là mình biết nó hay lắm các bạn, nó không phải là như các bạn nghe cái ngôn từ này đâu, cũng thấy đùa đấy. Để diễn đạt cho các bạn, và hai nữa là cái từ hạt giống này đôi lúc một số bạn thì sẽ rất là mới, ví dụ chị Giác Huyên đúng không, thì chị sẽ có thể là chưa chấp nhận được, nhưng mà chị đi lùi lại từ từ câu 1 cho đến câu 46 thì chị sẽ chấp nhận được cái từ hạt giống này. Và thực ra là hạt giống này nó được để trong ngoặc, nó được nhảy nhảy cho các bạn, cái hạt giống nó là cái nhân của cái vũ trụ này rồi. Và mình cũng đã từng gặp cái tình huống này, tức là cũng có một bạn hỏi cái câu hỏi mà thầy không trả lời được, đó là thầy Scott. Mình lúc đó là mình được host bởi thầy Scott, và có một bạn đặt một câu hỏi, mình không nhớ là câu hỏi gì, nhưng mà thầy cũng trả lời là hạt giống. Và hôm vừa rồi thì khi mà mình lắng nghe một cái người thầy ở trong một buổi talk show và trả lời cho một cái bạn, thì thầy cũng nói đến việc là bạn hãy chăm sóc hạt giống của bạn, hãy gieo và chăm sóc cái hạt giống của bạn. Thế nên là đây là một cái câu hỏi dành cho bất cứ cái giảng viên nào khi gặp tình huống là không biết trả lời. Dạ chính xác chị, hạt giống chủng tử. Chị có thể rất là nhiều cái ngôn từ để nói đến cái từ hạt giống này, bởi vì cái hạt giống này nó không phải là cái từ hạt giống mà chúng ta nhìn thấy là cái hạt bí hạt đâu, nào cái hạt giống này được đóng mở ngoặc, và chị sẽ để ý ở trang 134 các bạn nhé, để mình ở cái góc nhìn là một cái người mà đã được học cả cái khóa chuyên sâu của DCI, thì ở đây mình có thể giải thích cho các bạn cái từ hạt giống này. Nó không phải là cái hạt mà các bạn được nhìn thấy là như hạt đậu hạt bí đâu, nó là một cái hạt, mà cái hạt này các bạn có thể sử dụng khá nhiều ngôn từ để nói về nó. Rồi bạn cần tiếp tục. Thế thì đầu tiên thì thầy cái câu hỏi này là có hay không đúng không? Thì tôi cứ nghĩ đấy là cảm giác phấn khích có không? À, như chị Yến vừa nói ấy, thầy có một cái câu in đậm ở đây, tức là bất kỳ câu hỏi nào đều có thể được trả lời là đúng. Tức là cô ấy đang hỏi có hay không, nhưng mà chắc chắn là sẽ có câu trả lời, nó là hạt giống, và thầy cũng trả lời là hạt giống. Thế thì vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là mọi người có nhớ cái câu trước, tức là có một cái câu câu 26 nói về mà cô ấy có các mối quan hệ xong cứ được một thời gian xong thì lại rời đi ấy, không có lúc bền ấy. Thì ở đây cũng tương tự. Vì sao theo mọi người là một mối quan hệ đã từng rất thú vị nhưng mà sau đó lại tẻ nhạt và lặp lại, vì sao thế? Theo mọi người vì sao một mối quan hệ hoặc là như trong trường hợp này chẳng hạn, ban đầu là như cặp đôi mọi người cũng hay gặp đúng không, mới đầu thì rất là yêu nhau, rất là thắm thiết, nhưng sau đó thì vẫn là những con người đấy lại cảm thấy tẻ nhạt, lặp lại, biết hết mọi thứ rồi nhưng không có tò mò thú vị gì nữa. Nếu mà ở dưới góc độ hạt giống thì theo mọi người là tại sao? Vì thầy đã nói là bất kỳ câu hỏi nào đều có thể trả lời là hạt giống. À, để xem có ai chat này. Hết yêu rồi hết vui. Thì tại sao vẫn là người đấy mà? Tại sao ban đầu mình yêu? Mọi Bản người thân mình thì không gặp vấn đề với bạn đời ở trong câu này, và bạn đời mình thì chắc là cũng gặp vấn đề với mình.
Nhưng mà mình gặp vấn đề về công việc của mình nên mình khá hiểu cái câu hỏi của bạn Hằng luôn đấy. Mình không biết là các bạn có gặp tình trạng này không, và may mắn là mình cũng đã được biết đến cái DCI để rồi mình nhận ra được là cái công việc mình nó không nhàm chán như mình tưởng, nó rất là thú vị luôn đấy. Hy vọng là các bạn sẽ đào lục lại, sẽ lục lại. Mình tin là các bạn đã đều có, hoặc là cái con người hoặc cái điều gì đó mà bạn đã từng rất là hào hứng, rất là thích thú ban đầu, xong sau đó là các bạn sẽ thấy chán. Đúng rồi. Ở đây là nói về mối quan hệ, còn trong đời sống chúng ta ngoài mối quan hệ còn rất nhiều đặc trưng là các đồ vật, quần áo chẳng hạn. Ban đầu thì rất là thích, sau thấy chán, không hợp, không chỉ chưa mặc lần nào. Để nguyên đấy. Ok, thế thì mọi người đọc kỹ thì mọi người sẽ thấy là một mối quan hệ thì phải trải qua cái giai đoạn này. Nó phải phai nhạt vì đây là tiến trình tự nhiên của hạt giống. Vì đây là tiến trình tự nhiên của hạt giống. Một hạt giống mà khi mà mình đã được gieo trồng ấy, thì chắc chắn là nó sẽ nở. Và khi nó nở thì sao? Khi nó nở ra rồi thì nó sẽ phải lụi tàn. Đó là tiến trình tự nhiên của hạt giống. Hôm trước mình học có 5 đến 42 ấy, thì có một bạn hỏi là bạn ấy có 5 mục tiêu cuộc đời. Và khi mà bạn ấy đạt được một mục tiêu rồi thì bạn ấy có nên bỏ bớt nó ra khỏi cái gọi là cái mục tiêu của mình không? Và thêm mục tiêu khác vào ấy. Thì thầy nói là đừng đừng. Việc bạn có mục tiêu nó khác với cái việc mà bạn duy trì cái mục tiêu đấy. Mọi người hiểu không? Tức là hạt giống chúng ta gieo để có được mối quan hệ nó khác với cái hạt giống chúng ta gieo để duy trì cái mối quan hệ đấy. Tại vì là mỗi một cái giây phút mình trôi qua đều là các cái hạt giống mình tiêu xài rất là nhiều hạt giống. Một 65 hạt một giây đúng không? Và cái hạt giống nó mang đến cái mối quan hệ tốt đẹp ấy. Ôi thì nó đã nở rồi, thế mình mới có người yêu đúng không? Và cảm thấy rất thú vị. Nhưng mà nếu mà trước câu hỏi chúng ta đã gặp một cái câu hỏi là mình có người yêu rồi thì mình không phải đến thăm viện dưỡng lão, thăm những cái cụ già nữa ấy. Thì đó, cái việc có hạt giống, mình có một cái túi hạt giống mình đã gieo rồi nhá, thì khi mà mình ở trong cái mối quan hệ tốt đẹp đấy, trong cái thời gian đấy là mình đang tiêu xài cái túi hạt giống đấy. Và nếu mà mình không tiếp tục gieo ấy, thì nó sẽ đến một ngày nó sẽ hết hạt. Nó hết hạt nó biểu hiện như nào? Tức là khi mình cảm thấy nó không thú vị nữa, nó tẻ nhạt, nó lặp lại. Tức là cái hạt giống của mình nó hết rồi. Cái hạt giống mà mối quan hệ mình gieo nó hết rồi. Nhưng mà một mặt khác, tức là thầy nói là đấy là một cái tiến trình trong bất kỳ một cái mối quan hệ nào đều phải chịu cái tiến trình tự nhiên này. Đấy. Thế nhưng mà một mặt khác thì thầy cũng nói, ở đây có một cái ý in đậm ấy. Mọi người để ý không? Tức là không có gì nó đến từ chính nó cả. Đấy. Tức là đây sẽ là tiến trình tự nhiên của hạt giống. Nhưng không nhất thiết là mọi mối quan hệ đều phải trải qua cái quá trình phai nhạt này. Không biết mọi người có bị rối rối không? Tức là cây bút nó không đến từ cây bút mà nó đến từ cái người nhìn đúng không? Thì cái mối quan hệ nhàm chán hay không ấy, nó cũng không đến từ bản thân mối quan hệ. Nó đến từ cách chúng ta nhìn cái mối quan hệ đấy. Thì ở đây thầy nói là mọi chuyện không nhất thiết là phải diễn ra. Tức là không nhất thiết là cứ phải đi lên rồi đi xuống là hết. Không nhất thiết phải diễn ra như thế. Nhưng mà bạn phải gieo những cái hạt giống thích hợp. Mọi người nhớ có nhớ cái phần mà chúng ta nói về, tức là nếu mà chúng ta như một cái bình thường theo một cái đồ hình sin này nhá, thì là khi chúng ta ở đỉnh cao, ví dụ ở mối quan hệ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải đi xuống đúng không? Thế nhưng mà sẽ như thế nào nếu mà chúng ta đã liên tục gieo trồng những cái hạt và cái mối quan hệ hình sin ấy nó cứ lên nửa này, lên nửa này, lên nửa. Ngoài tưởng tượng không? Tức là nó sẽ đi lên vì chúng ta đã có một cái kho hạt nó rất là đầy. Đấy, thì quan trọng ở đây là thầy nói là nếu bạn biết rõ mình đang làm gì thì hoàn toàn có thể khiến mỗi năm trôi qua mối quan hệ lại trở nên thú vị hơn chứ không ít đi. Đó, tức là hạt giống nó sẽ lụi tàn, nhưng mà
chúng ta hoàn toàn có thể là không nhất thiết là mối quan hệ chúng ta sẽ phai nhạt, mà chúng ta có thể làm nó thú vị hơn mỗi năm bằng cách là chúng ta sẽ gieo trồng đúng cái hạt giống. Thế thì bản chất ở đây là gì? Bản chất vấn đề là gì? Theo mọi người cái vấn đề thực sự ở đây là gì? Khi mà cái chuyện tình cảm của mình nó cảm thấy như là tẻ nhạt và lặp lại thì cái hạt giống mà chúng ta cần gieo là gì? Trả lời mọi người thì comment nhé. Chị Thúy comment là sự vui vẻ. Bản chất của nó là gì? Cái hạt giống nào mà nó giúp tạo ra cái sự phấn khích trong chuyện tình cảm? Đấy. Cái hạt giống nào mà sẽ giúp tạo ra cái sự phấn khích trong chuyện tình cảm của chúng ta? Comment mang lại niềm vui cho mọi người ạ. Ok, tức là mình muốn mình vui trong mối quan hệ thì mình mang lại niềm vui cho mọi người đúng không? Ở đây thì có mở rộng là sao? Là cái hạt giống gì khi mà chúng ta thấy cái hạt giống đấy nó không không quá rõ ràng ấy. Như ở đây chẳng hạn, cái hạt giống giúp tạo ra sự phấn khích trong chuyện tình cảm là gì? Thì chúng ta sẽ quay trở về với cái bản chất mà cái cô này đang tìm kiếm. Bản chất của cái thứ mà cô này đang tìm kiếm ấy là cái sự nồng nhiệt giữa hai người đúng không? Cái sự nồng nhiệt trong mối quan hệ ban đầu đến với nhau rất là nồng nhiệt. Thì bản chất của cái mối quan hệ này, à bản chất của cái vấn đề mà thứ mà cô ấy đang tìm kiếm ấy, nó chính là cái sự vui vẻ thuần khiết mộc mạc. Mọi người nhìn thấy ở câu 307. Bản chất của sự nồng nhiệt đã từng tồn tại giữa bạn và Joe Spear là sự vui vẻ. Sự vui vẻ thuần khiết mộc mạc. Đó. Thì cái giải pháp ở đây sẽ rất là đơn giản đúng không? Khi mà chúng ta tìm ra bản chất của vấn đề rồi thì cái giải pháp ở đây sẽ rất là đơn giản. Thì như vừa nãy chị Thúy hay là Hương có nói là giải pháp ở đây khi mà chúng ta tìm ra cái hạt giống chúng ta cần tìm là để gieo cái sự nồng nhiệt trong mối quan hệ là cái sự vui vẻ thuần khiết, thì cái giải pháp sẽ là mang đến cái sự vui vẻ cho người khác. Tức là bất cứ khi nào mà bạn tiếp xúc với ai thì hãy cố gắng hết sức để tạo cái sự vui vẻ cho cả hai. Thực ra là nhiều nhiều lúc mình cái này mình sẽ phải học nhiều ấy. Thì nhiều lúc mình hơi kiểu như là nghiêm trọng hóa vấn đề. Mình nhiều khi cái không khí, nhất là những cái người mà làm việc cùng hay là với chồng con chẳng hạn, có những cái chuyện thật ra là với một số người thì họ có thể biến thành một cái câu chuyện đùa để cho thứ vấn đề nó ok thôi, nhưng mà nhiều khi mình gọi là gì nhỉ, chuyện bé xé to, nhiều khi mình bị hơi bị nghiêm túc quá, nghiêm trọng hóa, nhiều nhiều khi là cái không khí ấy, nó không 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 nhìn thấy được, nhưng mà mình cảm nhận được là nó đôi khi nó có phần hơi căng thẳng. Và nhất là khi mà ví dụ ở trong công việc nhá, mình có cái người đồng nghiệp nhưng mà họ trong nhà nước thì ai sẽ hiểu hiểu được cái điều này, tức là họ hầu như họ chẳng có làm cái gì ạ. Họ tức là cái khối lượng công việc cơ quan thì vẫn có, thế nhưng mà hầu như hết là bị giao cho cái hạt của mình thôi, nó bị giao phần lớn cho mình ấy. Tại vì là cái người kia họ không chỉn chu, họ cũng hay kêu ca, họ cũng lười, tức là khi mà giao cho họ thì họ nói về cái đấy cả cả buổi luôn. Tức là mọi người không biết là mọi người làm ở công ty nào, nhưng mà làm trong nhà nước thì sẽ có những cái người như thế. Mà mình cảm thấy nhiều khi mình nhiều việc quá, xong họ ngồi xem điện thoại, họ còn bật loa ngoài rất là to, mình cảm thấy rất là khó chịu. Và nhiều khi
mình cũng tạo ra cái sự khó chịu đấy. Thế nên là mình nghĩ là cái này đúng, tức là mình không 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 chấp nhận là thứ nhất là họ đến từ mình, và thứ hai là thật ra cái điều mà họ đang làm chính là cái điều mình muốn ấy, nhưng mà mình lại khó chịu khi nhìn thấy cái điều đấy. Đó, thế nên là nhiều khi em có những khi mình kiểu nghiêm túc quá mình không được vui vẻ lắm. Đó. Thì đây sẽ là một cái bài tập cho em, không biết là mọi người như thế nào. Và thầy ở đây thì có nói là mình có thể nhắc cái người bạn đời mình làm cùng mình ấy. Tức là ở đây là gieo hạt giống trong mối quan hệ, thì chúng ta có thể nhắc người bạn đời làm cùng. Và một cái bước cuối cùng rất quan trọng trong 4 bước gieo hạt là thầy nói là hãy nhớ thực hiện thiền cà phê. Mình chuyên bị quên cái bước này luôn, biết mọi người như nào, nhắm mắt là một tí là ngủ như nào chẳng biết, mặc dù ghi to do list ghi sổ xếp ra nhưng mà Đấy, bạn Hằng có làm bài tập, mình cũng có làm bài tập ngay tuần trước thôi. Thì lúc nãy bạn Hằng có nói rằng là đôi lúc người ta sẽ bằng một cách nào đó, đôi lúc mình đang làm và người ta gọi cái từ mà các bạn nhìn vào thì có được là phá ngang hoặc là làm bạn gây khó chịu. Nhưng Hằng có nói rằng là cái mà họ đang làm là cái mình muốn ấy. Thì bữa trước mình cũng vừa mới gặp thôi, là chồng mình cố ý làm cho mình vui, nhưng mà bà đã hiểu sai cái điều mà bà đã làm. Chắc chắn là cái điều mà bà đã làm thì mình không vui, và có thể là do mình không có nói nên bà là không có biết. Và ở đây thì sau khi mà mình học cái bài học đó, tức là trong mình muốn vui và đùa giỡn, và mình cũng có cải thiện, thế là cái tuần vừa rồi thì mình về, và cái mà trong mình thì đã cố ý làm mình đã cố cố muốn làm mình vui, nhưng mà cái điều đó không làm cho mình vui, thì mình đã về đã gọi là cải thiện cái điều đó. Đang là thay vì thì mình tạo ra những cái khoảng cách và mình không nhận ra nó đến từ mình, thì mình nhận ra nó đến từ mình sửa. Mình sửa bằng cách là mình cũng cố ý nói những cái câu nói mà tất nhiên là trong mình sẽ hiểu những cái câu nói đó là đùa vui chẳng hạn. Thì mình thì không biết là các bạn có cái điều này không, nhưng những cái người mà xung quanh mình ấy mà đang gây khó chịu cho mình ấy, thì thực ra là nó không đến từ họ, và cái khó chịu nó cũng không phải là cái mà muốn bạn khó chịu. Vì như họ đang vui đúng không, thì thực ra là bạn đã từng muốn vui và bạn cũng muốn vui, nhưng mà nó không tại thời điểm này, không phải tại thời điểm này. Thế nên là cái việc của chúng ta chỉ cần nhìn ra nó đến từ mình, và nếu như mà nó đến không đúng cái thời điểm thì không sao, và bạn có thể tự nói với chính bản thân mình rằng là hãy đến vào một thời điểm khác. Và mình cũng đã từng gặp cái tình huống là nó đến cái thời điểm mà mình không có mong muốn, và mình cũng nói thầm với chính bản thân mình là hãy đến vào một thời điểm khác. Rồi sau khi mà mình nói như vậy, rồi mình cũng biết là người ta đang cố làm cho mình vui mà đây không phải là thời điểm, thế mình cũng cảm thấy thoải mái hơn. Đấy là cái hành trình mà cái gieo niềm vui của mình, và đôi lúc các bạn sẽ gặp cái trường hợp của mình là nó không đúng thời điểm, và cái không đúng thời điểm đó lại là một cái hạt giống khác nữa. Chúng ta nó có rất là nhiều nhân duyên xây xếp chồng lên nhau, và những cái bạn nào mà đấy thì có chị Minh, có chị Minh hay là có em Hằng, cũng như là có bạn Thúy vừa mới tìm hiểu với mình ở cái chuỗi 535 vòng luân hồi 12 nhân duyên, thì các bạn sẽ biết là nó một hạt mà nảy ra thì nó sẽ liên kết với rất rất là nhiều hạt khác. Thì ở đây nó có rất là nhiều cái xếp trong, và có một cái xếp trong mà các bạn có thể đấy, từ Hằng chia sẻ sâu hơn cho các bạn rằng là cái đó nó đã đến từ bạn, là cái mà mình chia sẻ cho các bạn thêm nữa là cái nó đến từ bạn, nhưng có thể là tại thời điểm này bạn chưa muốn, đúng không? Là chúng ta bị lệch về cái thời điểm. Thế nên là các bạn cũng sẽ cải thiện cái phần mà lệch cái thời điểm đó bằng cách là tại thời điểm đó thì các bạn cứ mở lòng đón nhận, và đừng có
tỏ thái độ khó chịu, bởi vì thái độ khó chịu đó cũng chính là cách thiền cà phê, nhưng mà thiền ngược. À, thiền ngược. Rồi. Ok, thế thì chúng ta sẽ kết thúc câu số 47 ở đây. Mọi Nè. người hãy nhớ để hãy nhớ nhớ để gieo cái hạt giống mối quan hệ cho chúng ta. Mối quan hệ có thể với người bạn đời hoặc có thể trong mối quan hệ những bạn bè thân thiết chẳng hạn. Thì hãy gieo cái sự vui vẻ và sau đó hãy nhớ thực hiện thiền cà phê đúng vào cái mối quan hệ của mình, đặc biệt là với người bạn đời đúng không? Ok, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu số 48. Có ai thể đọc câu số 48 thì em nói chữ Minh. Câu hỏi số 48. Tôi rất thích ra khỏi nhà để nhìn những thứ mới, những con người mới. Đặc biệt, tôi rất thích được đi du lịch đến những nơi xa lạ. Nhưng chồng tôi lại coi chuyện này là một sự phiền phức và rắc rối. Làm thế nào tôi có thể khiến anh chồng lười biếng của mình ham thích phiêu lưu hơn? Ok, hay. Chúng ta đang bị làm sao nhỉ? Chắc là sẽ nhiều người gặp bị gọi là lệch lệch sở thích. Thì ở đây ban đầu thầy có nhắc đến ngay câu đầu tiên có một cái khái niệm rất là hay là phương tiện thiện xảo. À, mọi người hiểu cái phương tiện thiện xảo như nào? Theo mọi người hiểu cái phương tiện thiện xảo này nó là cái gì? Mọi người hãy đồng não lên, để đồng não và suy nghĩ để cái hạt giống nó được gieo sâu vào. Vì cái cụm từ phương tiện thiện xảo này nó rất rất quan trọng và rất hữu ích cho các bạn nếu như các bạn được dùng nó. Nó như là như nào mình tả nhỉ? Kỹ xảo khiến mọi người làm việc thiện. Bạn Thủy đã rất là vận dụng về ngôn từ luôn ấy. Chính xác. Cảm ơn bạn Thủy. À, đúng rồi. Hay quá. Kỹ xảo khiến mọi người làm việc thiện. Ok. Mình sẽ ghi nhớ cái cụm từ này ở đây. Mình sẽ note vào sách. Đây thầy có nói phương tiện thiện xảo như chị Thúy vừa nói, nó chính là đánh lừa mọi người để họ làm cái điều gì đó tốt đẹp. Thiện đúng không? Nhưng mà xảo vậy là như chị thì nói là kỹ xảo đấy, mình phải dùng một cái phương tiện, một cái kỹ xảo nào đấy để lừa người khác làm cái việc tốt, làm cái điều tốt. Thế thì mình nghe cái này là đây cái điều mà nảy ra trong đầu thầy khi chị đọc câu hỏi này đúng không? Thế thì cô gái này đầu tiên sẽ có một câu hỏi là thế làm thế nào để gieo hạt giống vào cái anh chồng này để anh ấy muốn đi ra ngoài, thì theo mọi người làm nào? Làm thế nào để gieo hạt giống vào cái anh chồng để anh ấy thích đi chơi, anh thích đi phiêu lưu? Làm nào để gieo hạt giống vào anh đấy? À, ví dụ đơn giản như là ví dụ như là thôi không phải anh chồng nữa đi, làm thế nào ví dụ như là mình đang muốn mẹ mình chẳng hạn gieo hạt bảo vệ sự sống, thế nhưng mà bà chả học về hạt giống, bà chả học về gieo hạt, thế làm thế nào để gieo cái hạt giống đấy vào bà? Theo mọi người. Đây thì có trả lời đấy. Bảo mình thêm ăn chay nếu mà mình nấu đồ ăn chay. Bảo mình thèm ăn chay nhà mẹ nấu ăn chay. Nếu chị Mai Liên thế nào chứ em ấy, như với em ấy, em là là thuộc dạng siêu gầy ấy.
Em mở mồm ra mà em bảo mọi người là nấu hộ đồ ăn chay thôi, cho một cái bài ba la thức xong mình gầy thế mà còn định chay chứ cái gì. À đúng rồi, mình cũng định bổ sung cho bạn Liên ở đây này. Chúng ta phương tiện thiền xảo nhưng cũng phải có một cái gọi là thiền xảo thì chúng ta rất 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 là phải tinh ý luôn ấy. Đúng rồi, Cái phải lúc chắc mà phải các bạn khéo đi léo sâu thì nó vào thêm một cũng chút biết. nữa, mà đi sâu vào thêm một chút nữa cái rõ câu này ra thì chúng ta cần phải một vài lưu ý trong khi mà chúng ta dùng cái phương tiện thiền xảo này. Nếu không thì các bạn sẽ bị gọi là gầy đông gầy ông đập lưng ông luôn ấy. Như bạn Hằng vừa mới nói. Thiền xảo đâu không thể là thấy là mình nhận hậu quả đó. Ok, để xem ai trả lời. Ừ. À, mình không thể rơi nó. À, đúng rồi. Chị Trí vừa nói để xoáy vào cái câu hỏi này nhé, thế làm thế nào để gieo hạt giống vào họ, thì thầy trả lời luôn là bạn không thể gieo hạt giống hộ ai cả. Chúng ta không thể gieo hạt giống hộ ai cả. Bạn không thể gieo cái hạt giống thích phiêu lưu vào người chồng, vào trong người chồng được. Và bạn không thể gieo cái hạt giống bảo vệ sự sống vào mẹ bạn Thế thì bây giờ có câu hỏi đúng không? Trước mình học rồi bông hoa số 3. Mình nhìn thấy cái anh chồng đấy, mình nhìn thấy như thế là nó đến từ mình mà. Thế sao không đổi được? Sao mình không thay đổi hạt giống được? Thì cô ấy có hỏi tiếp là thế thì anh ấy đến từ phía tôi mà, đúng không? Bông hoa số 3 có nhớ không? Thì tôi có thể gieo hạt giống để thấy anh đấy năng động hơn chứ. Nhưng mọi thứ đến từ mình thì mình thay đổi trong mình thì họ thay đổi chứ. Đúng không? Thế mọi người thì mọi người trả lời câu hỏi này như thế nào? Nếu không có thể đọc cái câu hỏi của thầy, một câu trả lời của thầy để xem thầy đã trả lời như thế nào. Tức là nếu mà chúng ta nhìn thấy anh ấy đến như thế thì chúng ta phải thay thiện giải nói là huyễn hoặc thay để họ nhận thấy sự thay đổi từ bản thân mình. Tức là ok, về câu của chị Huyền thì chúng ta sẽ nói sâu hơn. Thế thì phải kịp thời gian ấy, không thể ai trả lời. Thế thì cái câu trả lời cho cái câu hỏi này là anh ấy đến từ tôi thì tôi phải gieo hạt giống để thấy anh đến năng động hơn chứ. Nhưng cái câu trả lời cho câu hỏi này là cái việc mà bạn thay đổi ở trong chính bạn ấy, bạn gieo hạt để nhìn thấy những người xung quanh thay đổi thì sẽ thay đổi cái cách mà bạn sẽ nhìn người khác. Tức là vẫn cái con người đấy vẫn là cái hành động đấy thôi. Thế nhưng mà cái cách mình nhìn nó sẽ không phải là cái sự khó chịu nữa, mà có khi mình nhìn là yêu thương và biết ơn. Đấy, cái việc gieo hạt nó sẽ thay đổi cái cách mình nhìn cái con người sự vật hiện tượng đấy, chứ không phải là sẽ thay đổi cái con người sự vật hiện tượng đấy. Chính xác. Mà nhưng mà lại không phải là thay đổi cái cách mà anh ấy nhìn bản thân anh đấy. Đúng rồi. Đúng không? Tức là cách chúng ta nhìn người đấy với cách người đấy mà nhìn chính họ. Họ vẫn nhìn họ là một người tôi chả thích đi du lịch đâu, tôi chả hứng thú gì với cái trò này. Nhưng còn vợ nhìn chồng là ơ anh đấy kiểu như là anh đấy những cái điều của anh ấy cũng 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 có cái hay hay ho thú vị kiểu thế, chứ không phải là chỉ toàn cái sự khó chịu như trước kia nữa. Đấy, thì để trả lời câu hỏi này thì thầy đã nói rất rõ rồi, bạn thay đổi trong hạ bạn ấy, bạn gieo hạt để nhìn thấy thay đổi cách bạn nhìn, thế còn cách người đấy nhìn họ nó vẫn thế. Có người đấy gieo hạt cho người đấy thì mới thay đổi được cái điều đó thôi. Thế thì cô hỏi tiếp là thế bây giờ tôi không thể thay đổi được cái mức độ phiêu lưu của anh chồng nữa phải không? Đúng không? Thế bây giờ thầy nói thế thì tôi chẳng thay đổi được mức độ phiêu lưu nữa, tôi chỉ thay đổi cách tôi nhìn anh đấy thôi phải không? Thì thầy bảo không. Đúng không? Không, đúng không? Không phải, tôi không nói bạn như thế. Bạn có thể thay đổi đúng một đội phiêu lưu của anh đấy, nhưng mà bạn phải dạy anh đấy tự gieo hạt cho chính mình. Đúng không? Bắt đầu đến đây là mắc rồi. Trời ơi. Mọi người không? Mình thấy học những cái điều này rất là hay. Học những cái, ví dụ như chị Huyền vừa nói là học những cái kiến thức đạo Phật rất là hay. Mình muốn những người xung quanh học như mình. Và vừa rồi, bây giờ lại đi dạy người đấy mình học những cái này thì bắt đầu gian nan rồi đây. Mình thấy những cái ví dụ, mình thấy những cái triết lý liên quan đến gieo hạt rất là hay, và mình muốn những cái người xung quanh họ cũng làm những cái điều 4 bước gieo hạt chẳng hạn,
mà bắt đầu khó khăn rồi đây. Ví dụ như là chồng mình chẳng bao giờ đọc sách. Hôm nọ chị mệnh đến nhà chồng quen nhau qua câu lạc bộ đọc sách, xong rồi thì chồng mình bảo thế nào ấy, chồng mình từ bé giờ chưa bao giờ đọc hết một cuốn sách nào cả. Gặp một cái bà vợ mua bao nhiêu sách về nhà để thế xong thì, đấy thì bây giờ đấy, thì bây giờ mà mọi người thử đây, chúng ta ở trong số ít thôi, nhưng bây giờ thử bảo những người xung quanh ơi, học về bốn bước gieo hạt đi, đi gieo hạt đi để thay đổi vấn đề. Chắc là mọi người không những không làm mà lại còn quạt cho mình một trận quá, đúng không? Mọi người thử đấy, như kiểu như vấn đề vừa nãy em nói với mẹ mình thế, mình muốn mẹ mình gieo hạt bảo vệ sự sống, mình không bảo ôi mẹ 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 mẹ, mẹ đi làm gieo hạt sự sống, mẹ 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 đừng đừng có ăn thịt động vật nữa, đừng có giết hại nữa, đừng, chắc là sẽ bị trừng mắt lên nói mất. Tức là biết là tốt, thế nhưng mà tao phải nhà sư đâu mày, kiểu thế. Mọi người sẽ gặp những cái trường hợp như thế. Ok, thế thì vấn đề ở đây chúng ta quay trở lại với cái ý đầu tiên thì nói. Thế bây giờ mình làm thế nào khi mình muốn những cái người xung quanh mình, chồng mình, con mình chẳng hạn, những cái người mà họ chưa biết về cái triết lý gieo hạt này, hoặc chưa mà họ mình muốn họ gieo những cái hạt để giải quyết cái vấn đề của họ, làm như thế nào? Thì ở đây thầy có nói là cái ý về phương tiện thiện xảo ban đầu ạ. Đấy, thì làm thế nào để dạy đây này, mỗi lần tôi thử thuyết phục anh ấy quan tâm đến hạt giống thì anh ấy không hề hứng thú, đúng không? Đa phần là những cái người xung quanh chúng ta gặp là sẽ gặp người như thế. Còn có những cái cặp đôi nào mà hai vợ chồng mà cùng cùng cái triết lý hạt giống là mình vô cùng ngưỡng mộ luôn, hạt hạt giống của họ quá khủng. Thế thì thầy nói đây, đánh lừa đi, đánh lừa anh đấy đi. Thì ở đây thầy có cái chia sẻ một cái câu chuyện về cái người mẹ và cái đứa con gặp vấn đề về trí tuệ như kiểu thiểu năng ấy. Thì người phụ nữ đấy cũng đến gặp thầy và hỏi là thế làm thế nào để giúp con mình thoát khỏi cái tình trạng này. Thì thầy nói, thầy cũng nói với cô đấy là cô không thể gieo hộ cậu bé đấy được, mà phải tự cậu bé đi gieo. Thế thì bắt đầu tuyệt vọng đúng không? Rồi con em không thay đổi được, em ấy phải đi nhờ thầy, nhưng thầy bảo nó tự nó làm thế nào được, nó bị vấn đề về trí tuệ mà, bảo nó đi làm hạt giống nó làm sao được. Thế thì nói là bây giờ ấy thì cậu bé đấy phải đi giúp những cái cậu bé khác cũng có vấn đề về trí tuệ như cậu bé này. À, như thầy nói gợi ý là có thể mang đồ chơi đến cho những cái cậu bé trong bệnh viện chẳng hạn ấy. Thì cô bảo nó thì chưa bao giờ đi đến bệnh viện nhé, chứ đừng nói là đi phát đồ chơi. Thế thầy nói là bây giờ cũng không sao cả, cứ đưa cậu bé đến bệnh viện, sau đó là ngồi cạnh cái đứa trẻ đấy, đứa trẻ muốn cho đồ chơi xong đặt vào tay cậu bé món đồ, xong ý là bảo cậu đấy là đưa cái món đồ đấy cho cái đứa trẻ kia, đúng không? Tức là phải đến cái khâu cuối cùng, tức là mình đặt vào tay cậu bé và chỉ đến đứa trẻ kia là bảo đưa cho cái đứa trẻ kia đấy, sau cứ đưa như thế, tức là đưa từ đứa trẻ này sang đứa trẻ khác. Thì cái vấn đề, thì cái vấn đề ở đây là cái đứa trẻ đấy nó hoàn toàn nó không có cái ý định ban đầu, đúng không? Tức là nó gieo hạt nhưng nó không có chủ đích, và thứ hai là nó cũng không có thực hiện thiền cà phê gì cả, đúng không? Tức là ở đây thì chúng ta dùng phương tiện thiện xảo để giúp cái đứa con bị thiểu năng trí tuệ này nó gieo hạt, nhưng mà đứa bé hoàn toàn là thiếu cái bước 1, đúng không? Bước 1 là nó không có chủ đích, và nó cũng thiếu cái bước 4 là nó cũng không thiền cà phê gì cả. Thế nhưng mà ở đây thầy còn nói là mỗi một cái hạt giống mà được gieo thì nó sẽ tạo ra một cái sự thay đổi nhỏ, và cứ cứ như thế hạt giống nó phát triển nương tựa vào nhau, và những cái lần sau mà cậu bé đến hạt giống nó phát triển nương tựa vào nhau, và những lần sau cậu bé đến thì cậu sẽ ý thức hơn một chút, ý thức hơn một chút về cái hành động mình làm. Mỗi lần đến trao đồ chơi thì ý thức hơn một chút, cái hạt giống nó cứ nở ra, nó nở lần một xong lại nở lần hai, cậu sẽ ý thức hơn một chút và cậu ấy sẽ làm một cách nó có mục đích hơn, và dần dần thì tâm trí của cậu sẽ được chữa lành. Thì ở trong cái chuỗi Pitchy Cà Phê cũng có một cái câu hỏi là làm thế nào để giúp cái đứa trẻ tự kỷ ấy, nó khỏi được bệnh, thì cũng thầy cũng đưa ra câu trả lời là nó phải đi giúp những đứa trẻ khác thôi cũng bị tự kỷ đấy. Thì
Đấy là cái câu chuyện về người mẹ và cái đứa con gặp vấn đề về trí tuệ. Thì quay trở lại với cái người chồng này, thì cái giải pháp ở đây thầy đưa ra là gì? Chúng ta dùng phương tiện thiện xảo như thế nào để người chồng này gieo cái hạt giống cho anh đấy, để anh đấy cảm thấy là anh ấy thích phiêu lưu hơn, thích đi chơi cùng vợ hơn, tức là thích 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 đi du lịch hơn. Mọi người có ai đọc rồi không? Chị Minh kia, chị Minh có sách chưa? Nhờ xem mát. Chị Chị có sách nhưng mà giờ chị mới đang đọc. thấy không sao đấy, chị tìm ở trang 312. Hôm nay là chị Ban hoãn cái lịch buổi sáng chuyển sang thứ sáu nên mới có duyên được vào đây để nghe em Hằng với em Yến. Chị thấy thầy hướng dẫn là giúp bà anh chồng giúp đỡ người khác ấy, giúp cái cô mà cô ấy muốn đi du lịch nhưng mà cô lại không biết vào máy tính ấy. Thì xong đấy thì cái cô vợ mới bắt đầu đang hướng chị đang đọc đến cái đoạn là cô vợ hướng anh chồng đến những cái trang web mà nói về những cái kỳ nghỉ lãng mạn ấy. Đấy. Để hướng hướng sự chú ý của anh ta vào đấy. Ok, thế thì cái giải pháp ở đây như chị Minh vừa nói, tức là mình sẽ nhờ một cái anh chồng một việc gì đó mà anh đang làm rất là tốt, và ở đây thì anh ấy đang rất là giỏi về máy tính đúng không? Thì cái phương tiện thiện xảo ở đây thì thầy nói là cô ấy hãy giả vờ là đang giúp một cô bạn nào đấy đang lên cái kế hoạch cho một cái chuyến đi nghỉ, tức là giúp thật nhưng không phải giả vờ, nhưng ý là cô đấy sau một hồi tìm thì cô cảm thấy như cô ấy gặp vấn đề về công nghệ ấy. Cô vợ thì cô không thể giúp cái cô bạn của mình được và phải nhờ đến người chồng, giúp người nhờ người chồng là lên kế hoạch cho cái chuyến phiêu lưu của cái đôi cặp vợ chồng người bạn của cô vợ đấy, tức là giúp cậu ấy gieo hạt giống cho người khác lên kế hoạch cho chuyến phiêu lưu của họ. Và ở đây như chị Minh vừa nói là thế thì cô ấy bảo là thế thì bây giờ nhá, tôi giả vờ là tôi bắt đầu thốt ra những âm thanh khó chịu, là không hiểu sao mà nó chậm thế nhỉ, nó khó khó truy cập, đại ý là có vấn đề kỹ thuật. Thế xong khi mà cậu ấy ngồi vào thì cô bảo là tôi sẽ lướt qua một loạt các trang nói về những cái kỳ nghỉ lãng mạn, tức là cô ấy để sẵn đấy, thì bảo là có phải những cái điều đấy nó sẽ thu hút ánh mắt của anh đấy không, và xong anh đấy sẽ bảo tôi là đưa anh đấy đi đâu không. Thì ở đây thầy nói là có một cái điều rất quan trọng là chúng ta phải phân biệt là cái điều có vẻ như đang xảy ra và cái điều thật sự xảy ra ở bên dưới. Ví dụ đơn giản như thế này nhá, cái điều có vẻ như đang xảy ra này và cái điều thật sự xảy ra ở bên dưới, tức là ở cái cấp độ hạt giống. Ví dụ như là mọi người cứ tưởng tượng như là vì chúng ta vặn chìa khóa mà cái chiếc xe máy nó nổ chẳng hạn. Đó, thì mình cứ cầm tay mình vặn chìa khóa thì xe nó nổ đúng không? Đấy, thì đấy là cái điều có vẻ như là đang xảy ra. Nó ở bên trên ấy. Thế nhưng mà cái ngầm ở bên dưới, mình tưởng tượng như cái tảng băng ấy, thì cái phần bên trên là mình vặn chìa khóa cái xe nó nổ. Nhưng mà cái điều ở bên dưới ấy, vì mình vặn chìa khóa thì cái ắc quy nó kích hoạt thì cái xe nó mới nổ máy. Ở đây tương tự như thế. Tức là nếu mà cậu đấy mà đã có cái hạt giống về cái việc ham thích phiêu lưu rồi á, ví dụ cậu đấy gieo hạt giống giúp người khác ham thích phiêu lưu, cậu có hạt giống ham thích phiêu lưu, thì khi cậu ấy nhìn thấy những trang web đấy thì cái hạt giống nó bắt đầu nó vận hành ở bên dưới, ở dưới cái tảng băng á, thì nó mới nở ra là cậu ấy sẽ bắt đầu là thích thú lên kế hoạch cho chuyến đi với vợ. Mọi người hiểu không? Chứ không phải là nếu mà cậu đấy mà không không có cái ắc quy ở bên dưới ấy, mà cậu không có cái hạt giống về ham thích phiêu lưu ấy, thì mặc dù cô ấy có đưa đến cái phương tiện là những cái trang web mà có rất nhiều những kỳ nghỉ lãng mạn thì cậu ấy cũng chẳng quan tâm đâu, đúng không? Nếu cậu ấy không quan tâm nhiều đến kỳ nghỉ thì việc đánh lừa cậu đấy
để xem các kỳ nghỉ nó cũng chẳng có tác dụng, nó sẽ không ảnh hưởng đến cái cấp độ hạt giống. Vì nếu người ta không có cái hạt giống về cái điều đó thì mình có dâng đến tận miệng người ta thì người ta cũng cảm thấy chả có hứng thú gì đâu. Thế nên cái ở phía sau, cái ẩn ở phía dưới ấy, nó là cái sự hoạt động của hạt giống. Thế nên là khi mà cậu ấy gieo cái hạt giống giúp người khác lên kế hoạch cho chuyến phiêu lưu của người bạn ấy, thì nó sẽ bắt đầu khởi đầu một cái chu trình hướng lên trên. Tức là hạt giống nó sẽ này nó sẽ xây dựng nên một cái hạt giống khác. Mình tưởng tượng mỗi lần giúp thế là sẽ có những hạt giống, và cái hạt giống này nó sẽ dần dần nó sẽ đến những cái bước cao hơn. Ví dụ như ban đầu nó chỉ hơi 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 thích một tí trong ban đầu, sau sau là cứ thích dần xong rồi đến lúc là họ hành động ấy. Đấy, nó là một cái chuỗi hạt giống nó cứ xây dựng lên như thế. Thì đó là để giải quyết cho cái câu hỏi số 48. Và mọi người có thể nhớ ở đây, dù có thể mọi người không có cái vấn đề này, mọi người nhớ hay nhớ chúng ta có thể dùng cái phương tiện thiện xảo. Và nói là thiện xảo, mọi người cứ tưởng tượng như là một cái gì nó phải rất là tinh vi. Tức là mọi người rất là tinh vi, rất là tinh tế và rất là gọi là khéo léo. Tức là nhiều khi đánh lừa họ nhưng để họ không nhận ra. Như trong thầy Bình ở DCI thầy có nói là thầy muốn mẹ thầy gieo hạt bảo vệ sự sống, nhưng mẹ thầy già rồi, mẹ thầy chả quan tâm đến những gì thầy dạy đâu. Nhưng mà thầy bảo là thầy đưa mẹ thầy ra cái bờ suối xong rồi đi phóng sinh ấy. Thầy bảo là ôi mẹ 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 cầm mỗi con lên tay con cầm nhiều thứ quá không cầm được. Đi xong rồi mẹ đang cầm hội, ôi mẹ 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 đổ đổ luôn xuống hồ con, đổ luôn xuống sông của con ấy. Mẹ đang tiện tay mẹ cầm mẹ đổ luôn xuống của con ấy. Thầy bảo đấy, mẹ thầy có để ý gì đến những hạt đâu, mà như ở đây nói là không có chủ đích, không có thèm cà phê, nhưng mà ít nhất là có một cái hạt giống được gieo. Có một cái hạt giống được gieo và nó sẽ phát triển nương tựa vào nhau, nó sẽ tạo nên một cái vòng xoáy đi lên. Khi mà chúng ta làm những cái điều tốt đẹp và khi cho những cái người xung quanh chúng ta làm những điều tốt đẹp thì đúng không? Thì chúng ta sẽ muốn bố mẹ này, chồng, con, đúng không? Sẽ có những hạt giống tốt ở trong túi. Nhưng mà nhiều đứa trẻ nó không quan tâm, những cái người xung quanh không quan tâm thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến những cái phương tiện thiện xảo. Ok. Ok, thế thì là kết thúc câu 47 và 48. Và stop xe đây. Và trời ơi, 6 giờ 7 phút rồi. Và mọi người có câu hỏi thì có thể đặt cho chị Yến để chúng ta có thể đi sâu hơn. Trời ơi, ngán cái câu của ngán cái đoạn của Bành Liên và cả cả Hằng thôi là cũng đã cả của chị Huyền ấy, là có thể mình sẽ giúp cho các bạn đi sâu được đấy. Bởi vì ngay từ những cái câu hỏi của các bạn đang có vấn đề luôn á. Nếu như các bạn không nhận ra, nó thực ra này ở trong này thì thầy đã giải quyết rồi, mà điều quan trọng là các bạn có nhận ra hay không. Ví dụ như lúc nãy Thủy có comment một câu này: nhờ việc gì đó mà anh làm tốt. Tức là chúng ta phải nương theo người ta. Và cái này là mình đã làm thiền xảo, một cách thiền xảo để trong mình có thể đọc sách với mình năm 2021. Cái quyển sách này trong mình rất thích tiền, rất mê tiền. Và điều gì khiến anh ấy đọc với mình vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần? Nghiệp tình yêu các bạn. Trả tiền. Trả tiền. Đơn giản vậy thôi à. Nhưng mà cái kết quả mà mình có lại được ấy, nó lớn hơn. Mà mình mới được hé lộ cách đây 3-4 tháng thôi. Thì thực ra là mình và trong mình trước kết thúc cái quyển sách đó mới chỉ được đi cũng tầm 2/3. Và mình có đề xuất là năm 2022, nhưng mà năm 2022 đấy bạn đã có rất là nhiều lý do. Và mình cũng biết lý do nó đến từ đâu, từ mình. Mình cũng trì hoãn khá nhiều kế hoạch. Thế nên mình cũng biết là cái việc đó nó đến. Mình cũng sẵn sàng thôi. Và mình vẫn để bỏ ngỏ một ngày, luôn luôn bỏ ngỏ một ngày cho bạn nó quay lại. Và mình cũng bỏ ngỏ một ngày cho bản thân mình. Thì mình được bà nó hé lộ một điều. Thực ra thì cái số tiền đó, bà nói là cái số tiền đó nó chưa đủ động lực để cho bà nó có thể làm điều đó. Nhưng mà bà nó nói là vì
vì mình rất là thích và vì thấy vợ rất là thích và thấy vợ làm nhiều điều cho bạn đó rồi, nhưng bạn chưa làm được một điều gì cho mình cả. Và cái mà mình thích đó lại là cái ngày sinh nhật của mình, thế nên cái tức là cái điều mà mình thích đó là nằm trong ngày sinh nhật của mình. Nhưng mà đến cuối năm thì bạn nó mới cả, tức là cái ngày sinh nhật của mình bạn nó không tặng được cái gì. Cái năm năm 2020 bạn nó không có cái món quà gì để tặng cho mình, và bạn cất nó lại như là một cái món quà tặng mà mình không có biết. Mình không có biết, tức là hai người cũng từ làm thiền xảo với nhau, và bạn nó nói rằng là bạn đã làm cái đó là bởi vì là mình, bạn đã biết là mình thích nó chứ không phải là vì từng đồng tiền. Còn bản thân mình là khi mà thấy bạn á đồng ý điều đó thì mình cứ nghĩ rằng là mình đã thành công với thiền xảo của mình đấy, nhưng mà mình vừa mới biết rằng là cái điều đó nó không đúng. Nhưng mà mình rất hài lòng bởi vì mình kích hoạt được cái sự yêu thương của bạn á, mà cái sự yêu thương này thì mình đã được rất là nhiều người nhìn thấy ở mình, tức là mình làm nó mà mình không có biết. Nhưng mà nhiều người thì nhìn thấy ở mình, một số bạn thì đến với mình và nói đấy, một số đàn đồng hành thì có khen mình là điều này này, tại sao chị lại có thể kiên trì trả lời những cái điều này hoặc nghe những cái điều này từ những người này. Thì mình không biết là vì sao, nhưng mình chỉ biết là mình rất là yêu thương họ bởi vì mình cũng đã từng như họ thôi, chỉ mình chỉ biết như vậy thôi. Còn và mình cũng kích hoạt được cái hạt giống yêu thương đó của bạn trong không biết làm gì. Tức là bạn á, cái thời điểm năm 2020 là bạn không có quà sinh nhật cho mình. Thế có lẽ là vì cái điều đó thế nên là bạn làm thiền xảo lại với mình mà mình không có biết đó. Và lúc này thì có một cái điều mà như bạn Hằng nói đó, chúng ta phải để ý rằng là chúng ta thiền xảo nhưng mà phải người đó thích, và chúng ta gài vào một cái tình huống mà tiến thoái lưỡng nan giống như thầy Bình thì ok, nhưng đừng tạo cái sự khó chịu cho cái người đang làm. Và lúc nãy bạn Hằng cũng để một cái cụm từ mà các bạn phải để ý là cái hạt giống nó nương vào nhau để phát triển. Người ta thích làm cái này rồi thì mình phải nương theo cái mà có sẵn của họ ấy. Vào cái có sẵn của họ thì chúng ta mới phát triển được, còn chúng ta đối nghịch lại thì không bao giờ phát triển được. Thì ở đây thì hy vọng là các bạn có thể khai thác nó, nhưng mà phải đã gọi là tính xảo rồi thì thực ra là các bạn đã đến tầng cái 47 này rồi. Những ai mà đi xuyên suốt rồi thì các bạn có làm bài tập ấy, hoặc là còn các bạn có suy nghĩ sâu về những cái này thì các bạn sẽ vỡ òa. Giống như là lúc này mình không biết là bạn Thủy bạn đã khen cái gì, nhưng mà bạn có ồ hay quá, mình thấy bạn nó comment là ồ hay quá, thì không biết là bạn là vỡ oa được cái gì hoặc là bạn là lẽ ra được cái gì. Nhưng thực ra là các bạn đã đỉnh câu 47 mà mỗi tuần bạn chỉ có đọc từng đọc câu và được mình chia sẻ cả cái tình huống cũng như là cái trải nghiệm của mình hay là những cái góc nhìn của mình mà các bạn cũng đón nhận và các bạn cũng quan sát xung quanh các bạn. Thì đến tận đây thì mình tin rằng là các bạn cũng đã có một cái kỹ năng để nó nhìn những cái tinh tế hơn. Để chúng ta thực hiện được cái thiền xảo thì chúng ta phải tinh tế, và không phải ai cũng tỉnh thức để dễ dàng nhìn thấy cái tinh tế này. Và các bạn sẽ để ý chính thầy Macro cũng bị mắc luôn ở cái câu cuối cùng. Các bạn sẽ thấy này, chẳng mấy chốc bạn sẽ gặp cậu ấy đang lên mạng để lập kế hoạch cho chuyến đi đến Brazil của riêng mình cho mà xem. Anna nhìn lên và đầy ngạc nhiên, nhưng tôi đang nghĩ đến Paris cơ. Tức là đã ra thì thầy chỉ cần dừng lại là không cần phải nói địa điểm, thầy sẽ nói là một cái gì là chuyến du lịch của bạn chẳng hạn. Nhưng mà thầy cũng tự nhiên sao thầy bật ra là cái Brazil, và cái Brazil đó là một cái kiểu là mình muốn ngay cả có. Và cô ấy phản ứng lại ngay là cô ấy muốn đến Paris cơ. Và cái để mà họ đến cái Paris này thì cô ấy phải muốn cho bạn trong ấy, bạn phải thích đi đã chứ, chứ đừng có nói là đến Paris hay là không Paris. Thì phải dừng lại ở cái việc là chúng ta phải thực hành cho nó được cái đầu tiên đã. Thì các bạn làm như thế nào để mà các bạn nhìn thấy những cái tinh tế ở trong cái cuộc sống đã, rồi bạn mới dùng được cái thiền xảo này. Bởi vì cái thiền xảo này nó rất là khó, nếu không chừng các bạn sẽ là gầy đỏ ông lập đứng ông. Và bạn Hằng máy như hôm nay bạn Hằng cũng có nói đến cái trong cái diễn đạt của bạn, là bạn cũng có nói đến cái việc mà
trải nghiệm của bạn với mẹ bạn, để cho các bạn được biết là nếu như các bạn dùng sai nó còn kinh khủng hơn. Tức là nếu như bạn cứ nói rằng đây, bản thân mình cũng nói thật sự ra là mình không dám chia sẻ nhiều. Thực ra là thầy McEnroe là một cái người mà gọi là đổi đời mình thật đấy. Mình đã học rất là nhiều thầy cô về phát triển bản thân, nhưng mà đến thầy McEnroe thì cũng là phát triển bản thân thôi nha. Nhưng mà nó chưa dừng ở đó, nó tác động với mình rất 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 là sâu. Nhưng mình không dám nói quá nhiều về thầy. Nhiều người họ sẽ dị ứng bởi vì họ cũng không có thích lắm chẳng hạn, họ không chưa biết đến, họ cũng không thích lắm. Thế nên bạn hãy trở thành một cái người thật là tốt đẹp, và một người tới và hỏi bạn làm như thế nào đấy, thì lúc đó bạn hãy trả lời và người ta sẵn sàng để lắng nghe. Còn bây giờ là bạn cho quá nhiều thông tin và nói là cái này đẹp, cái này hay, bạn tấn công họ, họ sẽ nói đẹp thì giữ mà dùng, kiểu thế. Ăn chay mà tốt thì cứ ăn đi, kiểu thế. Họ không liên quan gì đến tôi, kiểu vậy. Và nó rất rất là dị ứng ở đây các bạn. Và cái cãi nếu như các bạn học sâu hơn với thầy, hoặc là ở cả cái buổi tọa đàm mà các bạn có nghe, thì cũng sẽ có những người đặt cái câu hỏi như thế này: tôi đang làm, tôi thấy những cái điều của thầy dạy rất là hay, và tôi cũng đã áp dụng, cũng có kết quả, và tôi thấy rất là hay. Khi lúc mà tôi chưa có kết quả, tôi thấy rất là hay, tôi muốn giúp đỡ những người khác, chia sẻ cho những người khác, và những người đó từ chối tôi, thế làm như thế nào, làm như thế nào để tôi có thể giúp đỡ họ? Thế các bạn đến cái đoạn này thì làm như thế nào để tôi có thể giúp được họ? Và thầy trả lời một câu rất là ngắn gọn. Và thi thoảng là không biết là có bạn nào ở đây giỏi theo thầy McEnroe mà các bạn nghe cái câu trả lời này chưa? Đến cái đoạn này nữa là chỉ còn một cách duy nhất nữa thôi, không còn cách nào hết. Trở thành hình mẫu rồi. À đúng rồi. Thầy sẽ chỉ vào bạn. Bạn chứ không còn cái từ nào để nói nữa cả, bởi vì tất cả những cái cách mà thầy đưa thì thầy đã đưa rồi, và chỉ có bạn trở thành cái hình mẫu đó, hình mẫu cho những cái điều mà bạn nói nó là tốt, thì hãy trở thành cái hình mẫu với điều đó. Thì lúc đó người ta sẽ đến mà họ làm như thế nào đấy, và việc của bạn là nói cho họ cách mà bạn đã làm. Nên chúng ta không cần tấn công bất cứ ai, nói họ cái này là cái tốt, cái này cái kia tốt, trừ khi họ đến hỏi bạn. Bởi vì khi mà họ hỏi bạn, chắc chắn một điều là họ quan tâm cái cách mà bạn làm. Còn nếu như họ chưa hỏi bạn thì bạn cứ thế thôi, tự nhiên thôi. Bạn sẽ là một bông hoa và đủ cái mùi hương thì ong bướm nó tự bay đến. Thì cái phương tiện thiền xảo này thì thật sự là nó rất là khó. Và để các bạn có thể cái gì nhỉ? Các bạn có thể cải thiện được cái phương tiện thiền xảo này thì cái mà mình cũng từng làm và đã và đang làm thì các bạn sẽ giúp mình làm cái điều này. Ví dụ như các bạn học tập qua những cái câu chuyện cuộc sống, bạn sẽ đọc những cái, bạn đọc cho mình cái chuỗi sách mà hạt giống tâm hồn. Bởi hạt giống tâm hồn đó là một cái phương tiện thiền xảo, nó học cái bài học thông qua những câu chuyện. Hay là các bạn cái phương tiện thiền xảo này thì mình cũng đã bắt đầu học tập từ những cái người mà hay kể những câu chuyện ngắn và rút ra những cái bài học. Và nữa là nếu như các bạn những cái bạn nào mà có theo dõi về Phật pháp thì các bạn sẽ nghe những cái chuỗi chia sẻ về những cái câu chuyện của Đức Phật ấy. Thì đó là những cái câu, những cái thiền xảo mà gọi là rất là tinh tế, và cái hạt giống đó rất là chắc chắn ấy. Những cái câu chuyện mà chúng ta thường ngày thì nó chưa đảm bảo, không, chúng ta chưa đủ mạnh, nhưng mà cái những cái câu chuyện của Đức Phật thì nó là những cái câu chuyện mà các bạn sẽ thấy nó như là kim cương đấy, nó rất là chắc chắn đấy, không có cái gì phá vỡ hơn nữa. Còn như chúng ta là như là sỏi, như là đá vậy đó, nó vẫn có thể đánh tan ra được. Thì cái đó thì năm 2019 và 20 là mình đã được cải thiện nhờ cái việc là mình nghe cái chuỗi chia sẻ của cô Ruby, nghe cái chuỗi chia sẻ của cô Giác Lê Hiếu, cái chuỗi Phật học phổ thông thì cô hay kể chuyện nên mình hay nghe, và trong đó thì mình rất là ấn tượng. Có một người cũng đã dùng cái phương tiện thiền xảo này đến cho
cải thiện cho người con, và bản thân mình cũng học theo cái đó để áp dụng cho chồng mình, nhưng mà không ngờ là chồng mình lại thiện xảo hơn cả mình nữa. Thì ông bố đi nghe pháp rất hay, là mong muốn để gieo cho người con. Và người con thì đấy người con thì đấy ông bố ông nói là ông sẽ bận cái việc này việc kia, ông không đi được, thế nên hãy đi nghe và chép lại cho ông ấy, ông trả tiền. Nghe và chép lại là ông trả tiền, và ông ấy đã thành công. Chỉ sau 1 năm thôi thì người con không có nhận tiền của bố và tự nguyện đi. Tự nguyện đi. Thế ông bố mới hỏi là vì sao vậy? Những cái điều này nó rất là hay, và nó không chép lại cho bố nữa, mà con đã ứng dụng nó trong cái cuộc sống của con, và cuộc sống của con đã rất là thay đổi. Đấy là thiền xảo của ông bố. Và mình cũng đã khá ứng dụng khá nhiều ở trong cái cuộc sống này, trong cái hành trình mà mình đi giúp người khác. Nghe giống em thấy nhỉ, đúng ấy, đúng ấy. Nghe giống em thấy nhỉ. Nhưng mà quả chỉ chưa nở, đến khi nào mà em thành công thì lúc đó đúng là quả chỉ mới nở. Nhưng mà chỉ có cố ý thật đấy. Đấy, thì không biết là các bạn có gì, đấy là những cái mà mình đã đi qua rồi, những cái cần phải lưu ý mà ở góc nhìn của mình, những cái trải nghiệm của mình có thể chia sẻ cho các bạn. Còn các bạn có thể đấy, các bạn có thể ở cái tình huống nào đó, hoặc là có câu hỏi nào mà mình có thể hỗ trợ được, thì các bạn cứ đặt câu hỏi, vì mình cũng đang trên cái hành trình mà ứng dụng cái thiền xảo này. Bởi vì cái thiền xảo này thì nó cần cái cực quan sát của bạn. Yếu tố đầu tiên là quan sát, yếu tố thứ hai là quan sát một cách sâu sắc và tinh tế, thì lúc đó bạn mới ứng dụng được nó, còn không thì bạn sẽ bị gầy ông đập lưng ông. Và đến nếu như bạn không cần phải thiền xảo nữa thì như mình nói, bạn sẽ trở thành hình mẫu, nên giống như bạn hàng, chúng ta không cần quan tâm đến bất cứ ai. Việc của chúng ta nên có những cái hình mẫu mà nó hơi ngược một chút, tức là họ sẽ đi đến cái thành công và giàu có về tiền. À, và sau đó là cái gì? Sau đó thì mọi người đến và hỏi làm như thế nào đấy, và cách làm của họ đôi lúc nó chưa đúng đắn lắm. Cái làm của họ nó chưa đúng đắn, bởi vì họ đi với cái con đường không đúng đắn, ở cái chỗ là cái việc họ trở thành cái hình mẫu về giàu có để chứng minh và chứng tỏ, chứ không phải vì tình yêu thương. Thế nên là khi mà họ trao lại cho người khác đó cũng là chứng minh và chứng tỏ, chứ không phải là trở thành chính cái người giàu có thật sự. Thế nên là ở đây nếu như thiền xảo mà không đúng thì nó lại rất là phản ngược, và nó rất là tinh tế các bạn. Thế cái này chỉ có một lưu ý cho các bạn là khi mà dùng phương tiện thiền xảo thì các bạn cần phải quan sát và luyện tập cái sự quan sát đó rất là tinh tế thì chúng ta mới dùng được. Còn không là thôi thì hãy cứ là chính mình. Là phiên bản tốt nhất là tốt nhất thôi. Và chúng ta còn tầm là 42 52 câu nữa để khai phá rất là nhiều cái công cụ khác nữa. Nên các bạn khỏi lo đi, nhưng hãy nhớ rằng cứ mỗi câu hỏi mà đến cái thế bí, hãy quay lại với từ hạt giống. Hãy quay lại với từ hạt giống. Để chúng ta quay lại với chính mình rồi, chúng ta biết nhận biết nó đến từ mình rồi, nhưng mà nó chưa đủ. Để chúng ta phải cần có cái hạt đó. Và cái người mà chúng ta muốn ấy, nó cũng cần phải có cái hạt đó. Và thực ra thì thầy rất là hạn chế, và tất cả những cái thầy cô của DCI sẽ rất là hạn chế trả lời cho các bạn rằng là em muốn hỏi cho bạn của em hay là em muốn hỏi cho ai đó, họ sẽ không trả lời cho các bạn, họ sẽ không trả lời cho các bạn. Và thực ra là khi mà bạn đặt câu hỏi như vậy là họ cũng đã nhận ra bạn có vấn đề gì rồi đó. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc ở đây, và hy vọng là tuần tới thì chúng ta kết thúc được một nửa chặng đường của quyển sách này, năm 2023 thì có thể là chúng ta sẽ đi nhanh hơn. Những cái bạn vào sau thì là rất rất là cần, hoặc là các bạn cảm thấy đây là một cái chuỗi mà các bạn cảm thấy có ý nghĩa thì các bạn có thể lan tỏa, nhưng lan tỏa với một điều kiện là các bạn phải đồng hành với những người đó, bởi vì cái tốc độ mình đang đi đó họ sẽ không bắt kịp, và các bạn cần phải hỗ trợ họ. Thì bạn lan tỏa là bạn chịu trách nhiệm đó. Bạn đưa đến đây thì bọn mình tạo ra được cái môi trường là ở đây thôi, nhưng mà giúp được người đó hay không là tùy vào bạn, chứ không phải là tùy vào ở đây, bởi vì bọn mình cũng trên cái hành trình để đi thôi. Ok, bye.